Cô còn dám vác cái mặt vậy nữa hả? Có chuyện gì vậy má? Làm chuyện xấu hổ như vậy còn giả giờ giả dịch nữa. Xem đi. Má, sao má la vợ con dữ vậy? Cái gì đấy? Cô dám cắm sừng tôi hả? Em đâu có cắm sừng anh đâu, chỉ chụp chung có tấm hình với người ta thôi mà. Còn cãi nữa nữa, nam nữ chụp hình với nhau như vậy, không phải cắm sừng tôi là gì nữa. Đó là anh nói đó nha. Vậy cái này là cái gì? Cái gì đây? À, mấy cô gái nhìn ngon ta, bá vai ôm cổ còn tình tứ dữ à. Trời ơi, chắc đây là em gái mưa của con đúng không? Mưa nắng gì đâu má. Cái này là mấy cô gái mà cứ bám lấy anh á, quyến dụ anh chứ anh không có ý gì đâu. Nếu như anh đã nói như vậy á thì thôi. Thôi anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh hứa với em á là từ nay anh sẽ không cho mấy cô gái đó cơ hội tiếp cận anh nữa. Mà em nữa, em chấm dứt ngay với cái thằng trong hình nữa đi nha. Anh là anh không có muốn mất vợ đâu đó. Em có biết ai đâu. Em chụp chung như vậy mà không biết. Con Hiền nó không biết là phải rồi. Má lên mạng mới lấy cái ghép bừa đó. Má ghép bừa? Má ghép bừa mà má làm con... Má với Hiền trốn con không à? Chứ không phải con thích chụp với em cái mưa hả? Không có đâu.